Vâng, cảm ơn em đã lựa chọn công ty Dai Chi Life, lựa chọn văn phòng 30 thuộc 4 để rồi tham gia, đã được văn phòng 30 thuộc 4 được anh trực tiếp và đội ngũ của anh tham gia cố vấn và tham mưu các cái chương trình bảo hiểm nhân thọ, và đó là sản phẩm về đầu tư. Hôm nay thì sau gần 1 tháng thẩm định thì công ty cũng đã chính thức phát hành hợp đồng và chấp nhận bảo hiểm cho em và gia đình. Thì hôm nay là cái buổi mà em tới văn phòng, thì nhân dịp em tới văn phòng thì anh sẽ bàn giao cái hợp đồng. Ở đây thì cái hợp đồng nó như thế này nha, hợp đồng nó như thế này. Em có một số cái em cần phải làm. Thứ nhất là ở trong này nó có từng cái một nè, nó có từng cái một. Thứ nhất là thư cảm ơn của gì, của ban giám đốc gửi đến khách hàng, ban giám đốc đây chỉ là việc nào đã gửi đến khách hàng. Đã cảm ơn em đã lựa chọn một công ty Nhật Bản. Sự hiểu biết của khách hàng Việt Nam về các sản phẩm Nhật Bản, chính vì vậy mà tạo dấu ấn tốt và rất nhiều khách hàng Việt Nam hiện nay đã lựa chọn Daiichi Việt Nam. Để rồi Daiichi Việt Nam đứng hàng đầu tại thị trường Việt Nam. Thứ hai thì những cái điều mà khách hàng cần biết, em đọc cái này cho nó kỹ. Ở trên này hướng dẫn đầy đủ tất cả các thông tin mà khách hàng cần biết, từ việc nộp phí, hợp đồng bảo hiểm và rất là nhiều thứ khác. Thì là gì, mong rằng em đọc qua cho kỹ để rồi nó hướng dẫn nhiều thứ. Rồi ở đây thì có cái thư bàn giao. Thư bàn giao là gì? Để công ty Daiichi biết chắc chắn là khách hàng mình đã nhận được hợp đồng rồi, để rồi biết rằng là hợp đồng đã tới tay rồi, chứ còn không phải là chưa tới tay. Xác nhận là việc đó, và khi xác nhận được việc này thì lúc đó thì công ty người ta mới trả lương cho bên anh được, nên rằng là nhờ anh ký. Ok rồi. Còn một cái nữa, sẽ có một cái biểu mẫu. Cái biểu mẫu đó thì nó sẽ giúp cho em có cái gì, tại một cái app. Rồi dựa trên cái app đó thì các cái thông tin của công ty nó có đầy đủ, nó thông báo thường nhật, và sẽ là thông tin về tài khoản đầu tư của mình, nên rằng là mình cũng sẽ an tâm và được thông báo đầy đủ hơn. Còn bây giờ thì anh xin gửi đến em cái bộ này. Tuy nhiên thì anh cần có một vài cái hướng dẫn, để rồi là gì, để rồi em có 24 ngày để đọc nha, 24 ngày để đọc kể từ cái lúc mà ký bàn giao thư hợp đồng này. Và với 24 ngày để đọc này á, thì em sẽ gì, em sẽ đọc qua để hiểu, và cũng từng đừng 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 có tự hiểu, cái gì không hiểu thì mình ghi lại. Và khi nào em rảnh thì hẹn anh một cái phiên chất vấn trong vòng 24 ngày. Trong cái phiên chất vấn này thì em sẽ hỏi anh những điều mà em không hiểu. Cái phiên này nó hay lắm, phiên chất vấn này nó cực kỳ hay. Hay ở chỗ là mình, cái gì mình hiểu thì mình hỏi, cái gì mình không hiểu cũng hỏi, cái gì mơ hồ cũng hỏi, cái gì không chắc chắn cũng hỏi, và cái gì mình muốn nhà tư vấn cam kết với mình nữa cũng hỏi. Nói ví dụ như lỡ như mà tôi đau ốm làm việc thì sao, lỡ như tôi bị gặp tai nạn thì sao, lỡ như công ty thua lỗ phá sản thì sao, lỡ đất nước xảy ra chiến tranh thì sao, anh sẽ hỗ trợ tôi cái gì, ví dụ vậy đó. Hoặc là anh sẽ giúp đỡ tôi cái gì. Thì những cái chuyện đó mình cứ hỏi đầy đủ, không có sao hết cả. Khi hỏi những cái chuyện này á thì cộng với một số cái điều khoản, tí nữa anh sẽ chỉ một số cái điều khoản loại trừ. Tham gia bảo hiểm không phải là mình được hết tất cả mọi thứ đâu, nó không có vậy đâu, mà nó sẽ có những cái điều khoản loại trừ, và em cũng phải hỏi vì sao loại trừ như vậy. Nói thiệt ra như thế này nè, cho nói thật ha. Khi mà mình hỏi như vậy á thì nó có một cái câu chuyện, đó là thông qua đó mình kiểm tra được cái năng lực nhà cố vấn tham mưu của mình. Nếu như người ta biết biến những cái điều phức tạp thành cái điều đơn giản dễ hiểu, và mình dùng tư duy bình thường nhất của mình mà mình vẫn hiểu được, thì có nghĩa là nhà em chọn đúng nhà tư vấn nha. Ok rồi, giờ anh xin hướng dẫn một số cái em cần em ha. Cái này là em thấy không, mình nhìn nè, nhìn đây là một cái hợp đồng bảo hiểm thông qua đầu tư, mà một cái hợp đồng như vậy á, một quyển dày như vậy ha,
rất là dày, có đầy đủ tất cả mọi thứ ha. Người ta định nghĩa từng cái thuật ngữ ở trong cái hợp đồng bảo hiểm đó, và nó có cái gì, nó có con dấu chữ ký của tổng giám đốc rất rõ ràng đó. Thì cái này nếu mà mình khi mà mình tham gia đầu tư á, thì người ta có một cái bộ hợp đồng như vậy thì có nghĩa là người ta làm ăn đàng hoàng. Còn nếu như mà đã thu tiền mình, cái này một năm có 30 thôi mà vẫn có làm bộ hợp đồng như vậy, nói thiệt với em là gì, 6 triệu, 10 triệu, 12 triệu một năm thì có một hợp đồng như vậy. Tiền ít tiền nhiều gì thì có một cái hợp đồng giống nhau vậy hết á nha. Thì nếu như ở ngoài kia mà có ai đó thu tiền cho mình mà đưa cái phiếu lôn côn không có giấy tờ gì hết thì mình biết là cái này không ổn rồi, cái này không ổn rồi à. Còn nếu mà người ta đưa cho mình đầy đủ như thế này, có nghĩa là một cái hợp đồng nó rất là tiêu chuẩn, và cái hợp đồng tiêu chuẩn này nó được lưu ở Bộ Tài chính. Ở đây là cái giấy chứng nhận nè, em thấy trên giấy chứng nhận này nó có giờ nè, nó có ngày, đúng chưa? Thì nếu mà trên này có cái nghĩa là ở thời điểm này nè, đúng cái ngày này, đúng cái giờ này, em sẽ được bảo hiểm cái sản phẩm là An Thành Đầu Tư. À, là cái số tiền ở đây để em xem, số tiền là tí nữa là số tiền bao nhiêu, 700 triệu là được bảo vệ nè, đến giờ này được bảo vệ 700 triệu rồi nha nha. Rồi cái quyền lợi tai nạn là 500 triệu, đến giờ này được rồi nha, đến rồi nha. Rồi cái quyền lợi là hỗ trợ đóng phí cũng được có hiệu lực rồi. Còn riêng cái quyền lợi là bệnh hiểm nghèo cao cấp toàn diện thì nó sẽ có hiệu lực 90 ngày kể từ cái ngày ở đây. Ok nha. Đó thì mình hiểu như vậy để mình đó mình bắt đầu an tâm rồi đó, anh thấy không? Người ta đã đảm bảo cho mình tất cả những chuyện này rồi, mình đã bắt đầu an tâm rồi, không có gì phải lo hết nữa. Đó, chứ không phải là đợi bao nhiêu thời gian đâu. 90 ngày nó mới có hiệu lực là tại vì sao? Tại vì nhờ có 90 ngày cho nên cái phí nó mới rẻ như thế này nè. Năm bảo vệ 500 triệu mà mình chỉ tiết kiệm mỗi năm có 5 triệu thôi. Và tất nhiên rồi, nếu mà mất giai đoạn đầu thì trả 200 rưỡi như một hôm anh cam kết nha. Mà giai đoạn đầu thì hết 50 thôi, còn 200. Mà còn 200 thì em đóng được cái hợp đồng này ít nhất cũng chục năm nữa. Mình khỏe rồi, thí dụ mình đóng 10 năm rồi lúc đó mới bị. Thì mình có 200 mà đóng lần 10 năm rồi cái xong mình không phải đóng nữa. Các quyền lợi trên này vẫn được đảm bảo. Rất là ok. Rồi. Ở đây thì đây là sản phẩm đầu tư, chính vì vậy sản phẩm đầu tư thì em mua được giá đơn vị quỹ này, em thấy không? Sau khi trừ đi các khoản chi phí như anh hôm anh giải thích trên cái video anh đã gửi cho em rồi á, thì chỗ này nó có cái gì? Chỗ này nó có là em mua được 284 đơn vị quỹ này, 284,99 lẻ lẻ thôi thì cho 285 đi đơn vị quỹ nha, với giá là 21 em ha, 808. Nhân tiện chúc mừng em luôn, một tuần vừa qua thì cái giá nó lên là 22,688 rồi, bắt đầu có lãi rồi nghe, bắt đầu có lãi rồi đó. Rồi ok nha em. Rồi anh nói tiếp. Ở đây là những cái điều khoản chung thôi, dễ hiểu thôi chứ không có gì đâu nha, không có gì dễ hiểu, em đọc. Rồi ở đây nó có phụ lục, nguyên tắc và điều khoản hợp đồng, ở đây nó có từng điều từng điều từng điều từng điều một nha, thì mình đọc. Tuy nhiên em lưu tâm nè, người ta đọc cái này nó có các cái định nghĩa, nó có quyền lợi và nó có cái loại trừ. Anh lấy cho anh mượn cái nhé, đây nó có đọc á thì mình hiểu, nó có cái loại trừ, nó có loại trừ của thẳng sản phẩm chính nha. Đây bảo hiểm tạm thời thì bây giờ có rồi, xong rồi nè. Rồi nghĩa vụ và quyền lợi thì ở đây có luôn nè. Rồi đó, nó có từng cái chấm dứt hợp đồng bảo hiểm ra sao, thậm chí nó còn quy định rất rõ cho mọi người hiểu rằng là gì, lỡ mà bên gì lỡ mà nha, thậm chí là em thấy không, trường hợp phá sản giải thể của bên mua bảo hiểm thì giải quyết làm sao, ví dụ vậy, nó có đầy đủ chuyển nhượng hợp đồng ra sao, hiệu lực như thế nào. Rồi tuy nhiên cái chuyện này mình đọc thì dễ hiểu thôi. Nó có một số cái đây, loại trừ nè, các điều khoản loại trừ trách nhiệm bảo hiểm em có đọc thôi, thì nếu mà nhìn ở trên này thì em thấy nè,
người ta chỉ loại trừ tự tử trong vòng 24 tháng thôi. Sau 24 tháng tự tử thì vẫn bồi thường bình thường. Chỗ này nó còn có cái gì? Cái nhiễm HIV và AIDS. Thì nhiễm HIV và AIDS thì nó có nó có ba cái đường lây truyền. Thí dụ như mẹ sang con là đường qua con đường tình dục hoặc là qua con đường tiêm chích. Thì nó có một số cái nó liên quan đến cái việc là gì? Việc là đạo đức xã hội, cho nên mình loại trừ thôi, loại trừ thôi nha. Tất nhiên là nếu do tai nạn nghề nghiệp á, thì tất nhiên mình phải ngay lập tức báo cho bên anh để bên anh hướng dẫn liền nếu mà do tai nạn nghề nghiệp. Còn cái này là do cố ý thì thôi mình không nói. Ví dụ như mình điều trị cho một người bị nhiễm HIV và vô tình mình bị cái kim mà mình tiêm cho họ đâm vào tay mình, ngay lập tức báo cho anh liền nha. Thì lúc đó anh hướng dẫn xử lý, không phải lo gì hết cả. Đó, rồi. Sử dụng ma túy hoặc là các cái chất trái phép thì nó như thế này, em hiểu không? Bảo hiểm đi nữa thì cũng mong khách hàng mình bình an. Cho nên người ta không thể bảo hiểm cho những cái chuyện đó để rồi khuyến khích khách hàng mình làm những chuyện gì đó nguy hiểm. Nha, rồi. Bị tử hình hoặc tham gia các hàng đó cũng tương tự như vậy, cũng mong muốn khách hàng mình khỏe mạnh và bình an, nhưng không khuyến khích khách hàng mình phạm tội nha. Thì đó là những cái loại trừ, hoặc là các cái hành vi phạm luật của bên mua bảo hiểm. Ví dụ như mình mua bảo hiểm cho ai đó, mình cố tình mình trục lợi bằng cách là mình gây thiệt hại cho họ để rồi mình nhận tiền, nhưng bên mua cái người chủ hợp đồng nhận tiền thì cái đó phát hiện ra thì ví dụ như mình gây cho họ thương tật tận bộ miệng hay là tử vong nữa thì công ty vẫn trả, nhưng mà không trả cho mình, trả cho người thụ hưởng của họ nha. Lưu tâm những cái việc như vậy. Thì đó, sản phẩm chính nó có 1, 2, 3, 4, 5 cái loại trừ vậy thôi nha. Thì thế mình mới hỏi xảy ra rằng là gì? Thật ra là nó có một cái loại trừ, đó là loại trừ do tai nạn. Thì ở đây, tại vì cái quyền lợi này nó có cái sản phẩm là nếu như mà tử vong do tai nạn á, thì người ta đền 700, thì nếu tử vong do đau đớn tật, còn nếu mà do tai nạn thì người ta đền 20% là 140 nữa, là 840 triệu. Mà 840 triệu thì nếu như mà do tai nạn thì người ta đền 840 triệu. Tuy nhiên là quyền lợi 20% đó thì nó có một số cái nó liên quan đến tai nạn, ở đây nó có loại trừ. Nha, nó có loại trừ. Thì em cứ đọc đi rồi mình sẽ trả lời đầy đủ trong phiên chất vấn sắp tới. Nha, rồi. Các cái khác thì anh đã giải thích ở trên video clip lúc anh tư vấn cho em rồi. Cho nên là mình cứ xem ở trên đó. Tất nhiên là nếu xem trên đó và đọc trên này mà vẫn chưa hiểu nữa thì trong phiên chất vấn á, ở bước số 8 sắp tới, anh sẽ trả lời đầy đủ cho em nha. Rồi, có người mới nói gửi tiền vào bảo hiểm thì khó lấy ra, gửi vào thì dễ lấy ra thì khó lắm. Thật ra nè, cái đó là do họ không có hợp đồng bảo hiểm, nó không biết thôi. Chứ em coi nè. Em coi nè. Chương 5 giải quyết quyền lợi bảo hiểm. Thấy không? Khi mà có cái sự kiện bảo hiểm xảy ra thì người ta hướng dẫn mình ngay trên hợp đồng á, ngay trên hợp đồng là làm cái gì. Nhưng mà bên anh thì đi trước thời đại một tí, bằng cách là trao cho em một cái thư dặn em ngay từ đầu, thay vì kìm tiếm cho hợp đồng thì lấy cái thư của anh ra hoặc là alo với anh liền. Ngay bên anh sẽ có người vô bệnh viện hỗ trợ em ngay lập tức liền, hoặc là có người đến ngay hiện trường vụ tai nạn để hỗ trợ em ngay lập tức liền. Có thể là anh, và nếu chắc chắn rồi, nếu mà anh mà thu xếp được là anh phi tới liền, tại vì đến để bảo vệ cho thân chủ của mình. Thì cái chỗ này nó có người ta nói rằng nếu như người ta nói rằng là để gửi vào dễ mà rút ra khó thì cái đó là do người ta không có hợp đồng, người ta không biết. Chứ còn trên hợp đồng á, người ta hướng dẫn là lúc mà xảy ra sự kiện nên làm gì làm hết rồi. Còn anh đi bước trước thời đại luôn, là anh áp dụng các cách của châu Âu. Em thấy trong phim, em thấy trong phim ở Mỹ với châu Âu, Nhật Bản, khi mà một cái vụ tai nạn gọi là đau ốm bệnh tật xảy ra, là đặc biệt là tai nạn, thì có xe cứu thương, có xe cảnh sát, là có xe của bảo hiểm, bên anh làm vậy đó. Ok, thì mình đọc thôi nghe, rồi mình sẽ có trong phiên chất vấn rồi. Và nếu một cái hợp đồng á, một cái hợp đồng mà thực sự là người ta có tâm và người ta hiểu rõ, thì thậm chí người ta cho mình thấy là có điều khoản tranh chấp. Tại vì luật pháp Việt Nam quy định rất rõ là nếu như một cái hợp đồng mà có cái gì đó không rõ ràng thì cơ quan về 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 tòa án á, sẽ giải thích có lợi cho bên mua bảo hiểm. Vì sao họ là người yếu thế? Cho nên nếu cái điều khoản gì nó mơ hồ một cái thì sẽ giải thích có lợi cho bên mua bảo hiểm. Còn công ty bảo hiểm thì đâu có thiếu tiền, cho nên rằng là kệ nó thiệt tí không sao.
Em hiểu không? Thì nó có, và người ta cũng hiến nhận rất rõ là gì, là nếu mà mình không hài lòng thì mình có quyền khởi kiện họ trong vòng 3 năm kể từ cái ngày phát sinh. Và người ta cũng nói rõ là gì, nên khởi kiện ở đâu. À, người ta hướng dẫn mình trên hợp đồng rõ ràng lắm đó, chứ không phải không đâu, nó cực kỳ chu đáo rõ ràng. Mấy người không có hợp đồng nhiều khi, hoặc là không đọc hợp đồng nhiều khi nó vậy thôi nha. Rồi ở đây nó còn có cái quyền lợi của bên mua bảo hiểm, thì mấy cái quyền lợi này thì anh cũng đã giải thích trên video rồi, mình đọc thêm để hiểu nha. Rồi các loại phí nè, trong video cũng lại thích kỹ hơn trên này nữa, kỹ hơn trên này nữa. Đây là trong quá trình đầu tư, nếu sau này em quan tâm đến chuyện đầu tư thì anh lại có những cái hướng dẫn anh sau, không phải lo. Rồi cái này là quà sản phẩm quy tắc điều khoản của sản phẩm tai nạn, thì lưu tâm nè, nó có quyền lợi. Bữa hôm anh có nói với em, nó thì cũng có cái này nghe, mình lưu tâm những cái này. Ngoài cái quyền lợi ra thì nó cũng có cái loại trừ trách nhiệm nha em, nó có cái loại trừ em đọc. Thì cái loại trừ sản phẩm chính nó riêng, cái loại trừ trách nhiệm nó riêng nha. Thì có người hỏi là, có người đọc vô trang này, người ta nói là chiến tranh có tuyên bố hay không tuyên bố, các hành động thù địch hoặc mang tính chất chiến tranh, nội chiến, bạo loạn, bạo động, bạo loạn nhân sự, vân vân và vân vân. Thì thì nếu mà chết ở trong cái tình trạng này thì cái sản phẩm tai nạn á, nó được loại trừ, được loại trừ. Nhưng mà sản phẩm chính vẫn trả. Nha, cái 500 triệu trong này là loại trừ, nhưng mà cái 700 triệu trên sản phẩm chính trả bình thường. Có nghĩa là lấy ví dụ nè, lấy ví dụ đùng một cái có cái, một cái hỏa tiễn nào đó của một nước lạ nó bắn vô mình và vô tình là rớt chúng mình, em hiểu không? Thì thật ra sản phẩm chính trả, còn sản phẩm này á thì nó được loại trừ, tại vì cái này được nhà nước cho phép nha. Tuy nhiên cái đó được gọi là chiến tranh không tuyên bố, tại vì ngoại hội tiếng đầu tiên mình cũng chưa biết ai là kẻ thù mình nữa, chưa hết đùng cái tự nhiên nó sáng cho mình một cái vậy thì người ta gọi là chiến tranh không tuyên bố nha, thì bị loại trừ. Sau đó mình xác định là cái hỏa tiễn đó là của nước lạ, là nó cố tình tấn công mình, thì đó mình nói là ok, đất nước trong thời điểm chiến tranh đúng không, thì đó là chiến tranh tuyên bố. Thì cũng loại trừ cái quyền lợi này. Lưu tâm là ở Nhật trong chiến tranh thế giới thứ hai á, những cái người mà chết trong hai cái quả bom nguyên tử của Mỹ thả xuống á, thì mọi người hỏi là có được bồi thường hay không, thì người ta chỉ loại trừ quan phẩm tai nạn này thôi, còn cái sản phẩm chính vẫn được trả nha. Cho nên rất nhiều nạn nhân ở trong đó được công ty Daiichi trả cho đến ngày hôm nay nha, nó trả đầy đủ đó. Thì đó là những cái, một số cái mà mình cần phải hiểu. Em đọc cái chỗ này rồi anh sẽ trả lời đầy đủ trong phiên chất vấn. Tuy nhiên cái sản phẩm này nó có một số cái là khi mà thay đổi cái nghề nghiệp thì mình phải báo lại cho công ty để rồi, thí dụ như một cái anh mà anh làm nhân viên văn phòng thì nghề nghiệp của anh là một thôi, nhưng mà sau đó anh ra anh lái taxi thì anh phải báo lại, thì nó thay đổi nghề loại 3, thì cũng được bảo vệ thôi, nó tăng lên tí phí thôi nha, vẫn được bảo vệ bình thường. Rồi bữa hôm anh có nói là gãy tay, lúc tôi với anh chỉ nói gãy tay gãy chân thôi, và anh cũng hiểu mình đi hù khách hàng để mình bán bảo hiểm, tư vấn bảo hiểm, cố vấn tham mưu về bảo hiểm vân vân á, như người ta vẫn nói, thì anh thấy nó không có văn minh, chứ chính vậy anh nắm gãy tay gãy chân thôi. Còn chi tiết như thế nào em đọc đây giúp anh nha, phụ lục nè nha, tổn thương ăn đâu bao nhiêu bao nhiêu bao nhiêu bao nhiêu, và khi mà mình gặp trường hợp này mình dở ra, còn hoặc là gì, hoặc là alo anh nha, anh có cái danh thiếp rồi nha. Rồi đó là quyền lợi tai nạn, còn đây là quyền lợi bệnh hiểm nghèo nha. Nên là bệnh hiểm nghèo thì mình cũng có, mình cũng có, và em cần đọc giúp anh các cái loại trừ nha, loại trừ trách nhiệm đó. Đây nó có, đây loại trừ 90 ngày nè, và nó có loại trừ một số cái. Anh lấy ví dụ nè, ở trong này vì sao nó loại trừ 90 ngày, những cái khác em đọc rồi vài bữa có trong phiên chất vấn, nó cần một cái thời gian để mình chất vấn cho nó đầy đủ. Thì em thấy như thế này nè, em thấy như thế này là 90 ngày loại trừ bệnh hiểm nghèo. Ví dụ như là cái này chẳng qua để hạn chế những cái người mà người ta mắc bệnh rồi người ta tham gia để rồi có hiệu lực liền để nhận tiền bảo hiểm thôi. Chứ còn cái người bệnh hiểm nghèo thì người ta phải lập tức đi khám ngay. Và anh chia sẻ như thế này. Ở trong năm 2003 ha,
Mỹ và đồng minh tấn công Iraq, và ở trong đó họ bắn những cái đạn gọi là đạn plutonium nghèo. Nhiều khi cái túp đạn nó nhỏ nhỏ cỡ này thôi, nhưng mà nhờ có plutonium nghèo nó bắn một cái là xuyên giáp luôn, bắn xuyên giáp xe tăng luôn á, và nó giết chết cái lính binh lính ở trong cái xe tăng đó, mà mặc dù ngoài nó thủng con lỗ vậy thôi đó. Thế như vậy thì sao, thì plutonium nghèo thì nó ra môi trường và cái người bắn bị nhiễm plutonium. Thì đến năm 2010, có nghĩa là sau 7 năm ha, những người lính đó mới quay về lại Hoa Kỳ. Quay về lại Hoa Kỳ, và khi quay về lại Hoa Kỳ thì họ phát hiện ra là con của họ sinh ra bị dị tật hoặc là họ bị ung thư. Thì họ mới tìm hiểu nguyên nhân vì sao, thì người ta thấy là do cái plutonium nghèo đó làm cho lính họ, con họ bị và bản thân họ bị. Cho nên là nếu mà nói về bệnh hiểm nghèo, ung thư vân vân thì nó cần có thời gian. Cho nên mà nhiều khi nó kéo dài 7 năm đến 10 năm nó mới phát ra. Còn ở đây bọn anh loại trừ có 90 ngày thôi và được Bộ Tài chính thông qua. Thì thực ra cái loại trừ 90 ngày chẳng qua là loại trừ những cái người mà trục lợi bảo hiểm thôi. Tại vì sao? Những cái người mà trung thực như em á, mà bị người khác trục lợi thì cái lợi nhuận công ty nó giảm xuống. Mà lợi nhuận giảm xuống thì chi lãi cho em nó kém đi. Cho nên là phải làm những cái trường hợp này để rồi là sao? Để rồi tránh cái việc là những người trục lợi đó làm ảnh hưởng đến lợi nhuận của khách hàng. Nha, thì em đọc nha. Em đọc rồi vài bữa anh sẽ hướng dẫn, và đây là danh sách 35 bệnh hiểm nghèo giai đoạn đầu và 53 bệnh hiểm nghèo giai đoạn 2. Mình đọc đầy đủ ở đây. Nó thật ra thì nó quy định là làm như thế nào được gọi là giai đoạn đầu, bị như thế nào được gọi là giai đoạn 2. Giai đoạn cuối thì giai đoạn đầu trả 50%, giai đoạn cuối trả 50% nữa, mà giai đoạn đầu được mất hai cái. Nó có đầy đủ chi tiết để cái đúng vậy làm thôi nha. 88 bệnh. Có người nói là 88 bệnh, có người nói là có chỗ đến 100 bệnh. Thì anh nói như thế này, thật ra bọn anh trả thống kê cho thấy là tập trung nè, tai biến mạch não nè, nhồi máu cơ tim nè, suy thận nè, phẫu thuật bắt động mạch vành nè, vân vân, nó tập trung 90% của nó. Còn những cái bệnh kia thì thêm vô nhiều thì mới công tính phí cao lên cho em thôi. Cái chính vì vậy mà phí của Dai chi nó rất là hợp lý nha, hợp lý. Rồi quy tắc điều khoản đã xong là hỗ trợ đóng phí, tức là cái này là mua cho anh xã. Nên là nếu anh xã mất đi 81% sức khỏe thì gì, thì em được miễn đóng phí cho hợp đồng này. Và mỗi một năm như vậy công ty đóng bao nhiêu đó, thì chỗ này nó cũng gì, nó có loại trừ nha, nó cũng có loại trừ, nó có loại trừ đầy đủ. Và nếu em đọc vô thì em thấy là đại đa số là do cố ý, chứ còn không phải là vô tình. Vô tình thì không, ok, công ty sẽ bồi thường, còn cố ý do mình trực tiếp làm ra thì mình phải gánh chịu lấy thôi nha. Chứ không thể nào bắt công ty làm được nha. Còn thí dụ như chơi các thể thao nguy hiểm vân vân á, thì thật ra chơi các thể thao đó bản thân nó cũng đã có gì, nó cũng có bảo hiểm ở bên các cái công ty đó rồi. Hoặc là chiến tranh thì có chương trình quốc gia rồi, hoặc là nổ một quả bom nguyên tử chẳng hạn, ví dụ vậy, thì nó có chương trình quốc gia hỗ trợ cho những người nạn đó ấy. Thì tất nhiên là tụi anh đề sản phẩm chính nha, không phải lo. Rồi thì cái đây nó có cái giấy yêu cầu bảo hiểm nè. Hôm đó em đã chứng kiến là anh nhập toàn bộ cái thông tin em khai sức khỏe nó lên màn hình và anh chạy về công ty. Thì một trong những cái mà em cần kiểm tra là kiểm tra lại những cái gì khai ở đây nó có đúng với cái gì mình khai không. Cái này quan trọng lắm đó nha. Ví dụ như người ta khai là có bệnh nhưng mà sao bây giờ trên này không có, thì mình phải kiểm tra lại. Để rồi cái hồ sơ mình nó trung thực. Nhiều người bỏ qua trong này lắm nè. Mình cứ tin nhà tư vấn là gì, là người ta có khai rồi rồi mình không thèm đọc. Rồi đến hồi cái chỗ này phát hiện ra là chỗ này người ta đã bỏ qua chỗ này, người ta làm lại hồ sơ, người ta bỏ qua chỗ này, thì em cần rà soát lại nha. Đó, rà soát lại rồi nó có đầy đủ lắm em. Rồi còn cái phần này là chữ ký của em lưu ha, cái tờ này tờ khai sức khỏe rồi đầy đủ ha. Rồi của cái này của anh xã nha. Rồi còn cái minh họa tính phí này thì anh đã có làm cái video để giải thích cho em hết rồi, em coi lại và lưu nha. Rồi sau đây thì anh còn giao cho em cái gì nữa, em còn giao cho anh cái anh còn giao cho em cái gì nữa, hai cái thư xác nhận và dịch vụ nữa. Hai cái thư đó, một cái thư là nếu mà có chuyện gì thì bên anh ứng cứu em ra sao,
Thứ hai nữa là gì? Thứ hai nữa là em cần gì? Khi đau ốm nằm viện hay là bệnh hiểm nghèo tai nạn thì cần phải bên anh hỗ trợ như thế nào, vân vân. Và tất nhiên cái tờ giấy này em ký rồi thì để anh chuyển về, để rồi công ty tạo tài khoản cái app cho em để em quản lý hợp đồng cho nó dễ. Hôm nay chỉ là phiên bản giao hợp đồng thôi nha. Em cứ đọc đi đã, có thời gian để đọc mà đâu có vấn đề gì đâu. Và khi mà mình đọc xong xuôi rồi thì có phiên chất vấn. Anh nói thật, phiên chất vấn làm đến nơi đến chốn á. Em rất rành về tài chính. Sau này không ai có thể nài nọ được với em hết á. Và người ta làm gì bậy em biết liền à. Và cái phiên chất vấn cũng thể hiện cái bản lĩnh của người tư vấn, cố vấn tham mưu cho mình. Mình sẽ an tâm, tại vì tham gia bảo hiểm là để an tâm. Và anh tin rằng anh mang sự an tâm đến cho bản thân em và gia đình. Cảm ơn em. Cảm ơn anh. Tắt cái mà.